này được camera ghi lại hình ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ này đang cố gắng sử dụng kỹ năng 12 năm chơi bóng rổ của mình để ném một túi rác vào thùng. Nhưng tiếc là cú ném đầu tiên thất bại. Không chịu thua, người phụ nữ này tiến lại gần thùng rác để nhích thùng rác lại. Cú ném thứ hai, thứ ba vẫn thất bại. Ngay lúc này người phụ nữ ấy lại có thêm đồng minh mới, đó là người phụ nữ áo vàng này. Hai người liên tục trổ tài ném túi rác, mặc dù nãy giờ không có cú ném nào vào thùng. Cuối cùng sau một thời gian kiên trì, túi rác cũng vào thùng. Người phụ nữ nhẹ nhàng đến đóng thùng rác lại. Đúng là làm gì cũng phải kiên trì, kể cả vứt rác.